Xin chào quý khách hàng, thời gian vừa qua là có rất là nhiều khách hàng quan tâm đến cái dòng loa hạ tiễn được phát triển bởi âm thanh số trí tâm của bên em. Thì hôm nay nhân tiện em ráp cái cặp loa này gửi cho khách á, thì em sẽ quay chi tiết tường tận từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ bên trái qua bên phải để những quý khách hàng mà có nhu cầu hoặc là muốn tham khảo thì mình xem cho biết ha mọi người ha. Đầu tiên đây là cái mẫu thùng mà em đã ráp hoàn thiện một cái rồi, mặt trên nha mọi người. Đó, cái kiểu thiết kế nó là như vậy, em không có giấu giếm gì ha. Thùng là thùng gỗ, gỗ này là gỗ Việt Nam nha mọi người, chứ không có gỗ Bạch Dương đâu nha, gỗ này là gỗ Việt Nam nha. Thì cái thùng này là do bên em đặt thiết kế riêng cho bên em, cái giá tiền nó rất là mắc. Em đặt cái này là sơn cát nha mọi người, sờ mạnh một cái là đứt tay, ráng chịu nha, đừng có nói em không nói trước nha, sờ mạnh là đứt tay ha. Cái con cái cặp thùng này thì bên em đặt cái xưởng gia công riêng cho bên em là 4 triệu rưỡi một cặp ha, thành ra bên em không có bán cái vỏ thùng. Lý do là cái vỏ thùng trên thị trường nó bán nhiêu, có 3 triệu 2, có chỗ bán 3 triệu rưỡi đúng không mọi người, mà người ta có tiền lãi tiền lời nữa đó, chưa kể công đóng gói. Còn em đóng cái vỏ không như nè, trần truồng như vậy nè, người ta giao tới nhà cho em là 4 triệu rưỡi, cái xưởng sát bên luôn ha, thành ra bên em không có bán cái vỏ thùng rồi. Thì mặt trên nó sẽ có sơn cát thì em mới giới thiệu ha, nó sẽ có 4 cái lỗ để cái con số 2 nó ngồi lên con này. Tất cả các con ốc đều là ốc vặn chân ren chìm và vặn xuống là sẽ bằng với lại cái mặt ha mọi người. Sau đó mình sẽ phủ lên một lớp sơn lót nữa là coi như là đẹp khít kinh kịch ha. Đó là mặt trên. Còn mặt trước thì em sẽ dùng cái lưới lưới kim loại nha mọi người, lưới thép bên trong ha. Em sẽ phủ một cái lớp bọc vải bên ngoài, chủ yếu là để chống bụi, chống vô nước xịt thẳng vô. Logo Trí Tâm Audio độc quyền. Logo này được thiết kế bởi bởi thằng Tâm và phay nhôm xước nha mọi người, phay nhôm xước ha. Đó là mặt mặt trên, mặt dưới, rồi mặt hông. Từ từ em sẽ đi vào phần nội thất bên trong nha mọi người. Mặt hông thì ở đây nó sẽ khoét lỗ và mình có thể treo lên cao nha mọi người. Mấy cái show demo mọi người thấy người ta treo lên là người ta tọt vô cái lỗ này, người ta treo ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội thất ở bên trong. Thì ở phiên bản hiện tại bên em sử dụng cái bass là SN12500B của B Audio Thái Lan, hàng do Hoàng Gia phân phối. Con trep sẽ là SD75BN, tức là trep 750 từ neo ha mọi người. Em chơi từ neo, em không chơi từ thường. Lý do là mình ráp đồ xịn sò thì cho ra âm thanh nó xịn sò, nó đã. Giá tiền bên em đang bán hiện tại ở thời điểm hiện tại nha mọi người là 27 triệu 500, không tăng không giảm. Sau cái lô hàng này thì qua năm mới thì nhà phân phối nó sẽ cập nhật cái giá, thì bên em sẽ cập nhật lại cho mọi người cùng biết. Giá có thể tăng cũng như là có thể giảm. Còn ở thời điểm hiện tại như một cái bộ như vậy, một cặp sẽ là 27 triệu 500, không bao gồm phí vận chuyển ha mọi người ha. Thì ở phiên bản trước đây á, bên em sử dụng cái bass sẽ là C12400N, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì nhiều khách hàng người ta chuộng cái model này hơn. Lý do là nghe tiếng nó dày dặn hơn chút xíu, nó lực hơn chút xíu. Bây giờ em sẽ đi từ từ cái nhỏ cho tới cái to ha mọi người. Cái bass thì em đã giới thiệu rồi. Con này là 500W, con kia 500W sẽ là 1000W đúng không? Cái con trep sẽ là 100W sẽ là 1100. Thành ra mình sẽ dùng con đẩy từ 1300W trở lên ở tổng trở 8 ôm thì mình đánh con này là ok nha mọi người ha. Rồi bây giờ em sẽ đi vào cái phần nhỏ nhỏ nè, rất là nhỏ nhỏ mình ít người để ý nè mọi người. Đây. Đây con ốc lục giác ha, tất cả sản phẩm của bên em đều là vặn ren nhé. Bên trong thì bên em sẽ có hai con long đền, một con long đền vên và một con long long đền chặn. Mọi người thấy trên video đúng không? Em sẽ zoom to lên ha. Cái này rất quan trọng nha mọi người. Thì cái con long đền vên á, chủ yếu là nó để chống cái tình trạng mà nó xoắn ngược, nó xả ngược cái con ốc ra đó, tức là không có bị lỏng ốc á, là cái long đền vên. Con này là inox nha mọi người. Rồi cái long đền chặn ở dưới nó cũng bằng inox, chủ yếu là nó sẽ cái con dưới này chủ yếu là nó sẽ chặn cái lỗ này nè, nó sẽ không bị cái thẹo dính lên cái lỗ này. Đây là cái nguyên tắc mình lắp là nó phải đúng kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật là như vậy là nó mới đúng ha mọi người ha, chứ đừng có nói em bày vẽ nha. Thì những cái sản phẩm này, những cái đồ tiểu tiết này ở đâu ra cái này, ở đâu ra cái này mọi người, mua chứ đâu, tất cả đều quy bằng tiền á. Thành ra nếu mà mọi người cứ cộng cộng dồn dồn đi ra là mọi người sẽ thấy nó lòi ra một đống tiền ha. Nhưng mà giá bên em bán là không có thay đổi. Những cái tiêu tiết này bên em luôn luôn tập trung và chú ý để làm sao cho cái sản phẩm của bên em ra mắt cho mọi người á, nó phải thứ nhất hoàn thiện về mặt kỹ thuật, nó phải phù hợp. Rồi sau đó thì nó dĩ nhiên là chất lượng nó phải tốt rồi, bởi vì nó là đầu chính hãng thì không có lý do gì mà nó cùi bắp được đúng không mọi người. Tiếp theo ha. Tiếp theo là cái tiểu tiết nè, mọi người để ý ha. Tất cả những cái dây loa bên em sử dụng đều là dây van dummy, như cái sợi dây này là loại tiết diện là 1.5, bên em đang bán là 85.000 một mét ha. Thì tất cả các cái dây loa thì bên em đều sử dụng là cái loại van dummy. Nếu hết van dummy thì em sẽ sử dụng cái loại Kalos của Đức nha mọi người, còn van dummy là thương hiệu của Anh. Thì mọi người thấy đó, cái đồ em bán như thế nào á, là cái đồ em sử dụng là như vậy ha. Thì em khác hoàn toàn so với đồ trên thị trường. Đồ người ta làm gì người ta dám dùng những cái thứ này, người ta bán cho mọi người, người ta mua dây chợ, dây
dây nhiệt tảo người ta ráp vô cho mọi người, người ta bán chứ làm gì có chuyện dùng những cái loại như vậy. Thì mọi thứ như vậy nó sẽ có giá tiền một chút, mặc dù là nó không có nhiều, nhưng mà cứ cộng dồn nhiều cái ít thì nó sẽ trở lên một cái nhiều, đúng không mọi người? Thì tất cả nè, mọi người nhìn tất cả các con ốc thì đều em sẽ có hai cái lông đền ở dưới inox nha. Đó thì nó đẻ ra một đống tiền á. Rồi tiếp theo sẽ là cái phần cái rắc Bitcoin ha. Thì cái rắc này thì ai cũng biết là bên em là đại lý ủy quyền của Newtrick và Van Dammy. Thì tất cả những cái rắc loa đó thì bên em sẽ sử dụng là rắc Newtrick chính hãng nha, Newtrick chính hãng. Newtrick là cái hiệu, còn cái rắc này là rắc Bitcoin. Đó như cái bo mạch này thì bên em cũng tự thiết kế lấy, chứ không phải là bên em không có dùng hàng chợ ha, đặc biệt là mấy cái đầu hàng chợ là em không có chơi. Nói chung là đầu sân khấu thì cái độ tin cậy của mình nó phải cao, rồi sau đó thì cái chất lượng thì miễn bàn miễn chê rồi, mình không có lý giải nữa. Lý do là mình dùng đầu chính hãng thì mình không có lý giải mấy cái đó ha mọi người ha. Thì mọi người để ý nè, thấy nè, đó có ai dám lắp mấy cái này cho mọi người đâu, đúng không? Đầu Newtrick nè, một cái như vậy bên em đang bán lẻ là 75.000, hai cái cũng mới 150 rồi đúng không, cộng thêm cái bo này nữa, rồi cộng thêm cái dây này nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vào cái phần này nữa. Cái này là cái chén chân loa. Thì cái đế này tất cả đều là vặn ren ha mọi người. Chén này là chén đặc riêng ha mọi người ha. Mọi người nhìn cái chén này thấy nó chất như nào, chất không, chất như nước cắt không? Cái này là cũng đặc riêng nha mọi người, chứ không phải là đồ hàng chợ đâu nha. Đó mình xem, thì mình xem cho kỹ. Khi quý khách hàng nhận cái sản phẩm bên em á, thì về mình phiên bản lần trước nó có thể khác tí xíu so với phiên bản lần này, nhưng mà chất lượng là vẫn không đổi ha mọi người ha. Rồi mình sẽ đi vào cái phần phân tầng. Bên em là không giống như lại bất kỳ chỗ nào khác, là tất cả những linh kiện phân tầng bên em đều giữ nguyên giá trị, không bôi xóa, không tẩy xóa dưới mọi hình thức. Thì bên em không có gì phải giấu giếm mọi người hết. Lý do là sao mọi người biết không? Tại vì em muốn mang đến một cái giá trị trải nghiệm và một cái giá trị chất lượng sản phẩm cho mọi người được gọi là tận hưởng cho nó đúng giá trị. Thì cái bo mạch này bên em tự thiết kế ha, bản quyền của bên em. Tất cả những sản phẩm tụ thì bên em sẽ nhập trực tiếp từ Be Venbi. Đó mọi người thấy đúng không? Thì trong các video clip trước em đã có đăng trên kênh YouTube á, em cũng chia sẻ rõ là giá tiền từng cái nó là bao nhiêu, thì mọi người xem lại mọi người cũng biết đúng không mọi người. Đó thì cái này nhập ở Trung Quốc nè, cái này ở Trung Quốc nè, điện trở ở Trung Quốc nè, con tụ này cũng của Trung Quốc luôn nè. Nhưng mà tất cả những sản phẩm này đều là hàng chính hãng và giá trị của nó rất là cao. Do đó em giữ nguyên giá trị và em để nguyên để cho những quý khách hàng nào mà có thể copy. Đó mình em không ngại đâu, mọi người về có thể mua mua một bộ về rồi mình tháo ra mình copy y chang như vậy thì chất lượng của nó ra sẽ y chang như vậy ha mọi người ha. Nhưng mà lưu ý là mình phải mua hàng chính hãng mình dùng nha, chứ mình mua hàng 10 hãng mình về mình dùng thì mình thấy nó thấy gớm thì mình đừng có đổ thừa. Tại sao mua của Tâm Xịn mà mình về mình ráp lên thấy gớm nha mọi người, tức là phải ráp y chang như của em vậy thì nó mới hay được ha. Thì vừa rồi em đã giới thiệu gần như là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài về cái cặp loa Hòa Tiễn mà em đang sử dụng cũng như là đang thương mại ở bên em. Thì mong nhận được góp ý từ mọi quý khách hàng. Mọi người cứ cho em một cái góp ý để mình có cải thiện, nâng cấp, sửa chữa hoặc là mình cải tiến cái gì đó, thì trong những video clip sau hoặc là những cái phiên bản sắp tới em sẽ cho góp ý và cải tiến từ từ để sao cho cái sản phẩm mình nó ra mắt nó hoàn thiện nhất và nó phục vụ cái nhu cầu của khách hàng tốt nhất ha mọi người ha. Lặp lại một lần nữa, một cặp như vậy nè, bên em đang bán là nhiêu? 27 triệu 500 ở thời điểm hiện tại nha mọi người, ở thời điểm hiện tại. Còn sắp tới thì cái lô hàng mới nó về thì giá nó có thể cao hoặc có thể thấp thì em không biết được. Đến tới đâu rồi mình chơi tới đó ha. Sau khi lắp em nó hoàn thiện thì mình cho vô cái thùng cách xê nha mọi người. Thì mọi người thấy cái này là cái nắp ở bên trên nè, còn cái này là cái kệ ở bên dưới. Thì bên trên này nó sẽ có bốn cái khe, mọi người biết làm gì không? Để bê cái này nè, đó. Bê cái này, tức là bê cái nửa dưới nè, bê cái lo luôn nha. Để lên trên này, đó, nó sẽ đứng vô bốn cái khe trên này. Nó không dịch chuyển ha. Còn cái này ngồi lên đâu? Cái này ngồi lên cái con súp của mình á, để cho nó cao lên. Nó cái lo Hòa Tiễn là yêu cầu là phải để cho nó cao nha mọi người. Cao thì là cao bởi làm chi biết không? Càng cao nó càng bay xa, quýnh tí nó càng bự, càng đã, càng đẹp ha. Ở dưới này thì sẽ có bốn cái bánh xe di chuyển thoải mái ha. Phía sau thì nó sẽ có bánh xe có cái khóa, khóa ở phía sau rất là nhẹ nhàng nè, thấy chưa? Đó, nhẹ nhàng thoải mái ha. Bốn cái khóa thì mình sẽ khóa lại thì nó sẽ không có dịch chuyển được. Bên trong thì nó sẽ có các cái xốp, chủ yếu là để cho không có bị trầy xước, mớp méo bảo quản cái thùng loa của mình. Thì khi mà mình mua cái cặp loa Hòa Tiễn như vậy nè, thì mình sẽ trang bị thêm một cái cặp thùng cách xê, thùng đơn nha mọi người. Thùng đơn thì nó sẽ đắt hơn cái thùng đôi, nhưng mà cái thùng đôi rất là nặng, khiêng lên muốn chết luôn ha. Thì chơi cái đơn như vậy là trùm lên là ok. Đó, đẹp chưa? Thì sắp tới thì
em có mấy cái bộ áo mới may á mọi người, thì em sẽ tặng cho những quý khách hàng mua sản phẩm của bên em. Cái chương trình thì nó sẽ bắt đầu từ tuần sau cho đến ngày 24 tháng 9, tức là ngày kỷ niệm ngày khai trương cửa hàng của mọi người. Thì cái áo rất là đẹp nha mọi người. Em đặt là 150 ngàn một cái, thì sẽ có cái logo của bên em thôi, chứ ngoài ra không có gì hết ha. Chỉ có mỗi cái logo yêu thương nằm ở bên cái trái tim bên tay trái ha, TTA. Đó, đẹp chưa? Phía sau thì không có gì hết ha mọi người ha. Đó, để dành cho những quý khách hàng mà mua những cái sản phẩm, thí dụ như loa hoa tiễn nè, hoặc là những cái bộ sản phẩm. Thì cái chương trình thì em sẽ làm trong video clip sau ha. Cảm ơn quý khách hàng đã xem qua video clip này. Thấy thích thì cho em một like nha. Còn có nhu cầu góp ý thì cứ thả cho em một cái comment. Rồi, cảm ơn mọi người.